Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam Mến Yêu. Và quý vị thân mến, hiện tại thì Quang Huy đang có mặt tại Củ Chi, một huyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nơi đây được mệnh danh là vùng đất thép thành đồng. Bên cạnh đó còn có một loại củ dân dã và rất quen thuộc với người dân Việt Nam của chúng ta, đó chính là củ khoai mì. Củ khoai mì được chế biến với rất nhiều món ăn khác nhau, có thể kể đến ví dụ như là khoai mì hấp nước cốt dừa, bánh tằm khoai mì, chè khoai mì, và trong đó còn phải kể đến đó chính là bánh ít khoai mì, dẻo dẻo, thơm ngon, nức tiếng gần xa, mỗi ai được thưởng thức một lần thì không thể nào quên được. Vậy thì ngày hôm nay cùng với chương trình Việt Nam Mến Yêu, hãy cùng với Quang Huy tìm hiểu về cách chế biến món ăn này, cũng như là điểm đặc biệt tạo nên món bánh ít khoai mì đặc sản của Củ Chi quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ngay thôi. Khoai mì Củ Chi nổi tiếng không chỉ vì độ ngọt thơm, độ giòn dẻo hoặc cái mùi béo, mà còn vì món ăn này đã gắn liền với những thời khắc lịch sử của vùng đất anh hùng. Người dân đất thép Củ Chi vẫn truyền tai nhau câu nói quen thuộc: chiến đấu dẻo dai đều nhờ khoai với củ, đánh giặc chạy lũ khủ đều nhờ củ với khoai. Ngày nay, củ khoai mì vẫn gắn liền với người dân Củ Chi, và có thể chế biến ra nhiều món ăn ngon hấp dẫn: bánh tằm khoai mì, bánh ít khoai mì. Trong đó, món bánh ít khoai mì được xem là món ăn đặc sản mà du khách nhất định phải thử qua khi đến với vùng đất này. Dạ, em chào hai anh chị. Chị chào em. Em ghé nhà của mình để tìm hiểu về món bánh ít khoai mì, tại vì em nghe món này là một cái món đặc sản của vùng đất Củ Chi, đất thép thành đồng của mình. Tại sao món bánh này nó lại trở thành đặc sản, và mọi người nghĩ ra cái món bánh này từ khi nào anh chị? Bản thân của cái củ mì á, dạ, là nó là đặc sản ở Củ Chi. Dạ. Rồi cái hồi xưa rồi người ta lấy cái củ mì này á, người ta chế ra cái loại bánh này á để ăn. Dạ. Cái bánh này là cái bánh truyền thống. Dạ. Xong rồi sau này nó trở thành đặc sản. À, ngoài cái nhân mình thấy là có nhân truyền thống, là em thấy sẽ có nhân đậu nè, nhân dừa đúng không chị? Thì bánh ít khoai mì này của mình còn có cái nhân nào đặc biệt nữa không? Đậu với dừa người ta trộn chung với nhau. Cũng có nhiều cái là người ta gói bằng cái nhân chuối, nhưng mà hai cái nhân nó không có nhiều. Mình lựa chọn cái nguyên liệu khoai mì thì mình lựa làm sao để biết được rằng là khi mà mình mài nó ra thì mình sẽ có được một cái bánh ít khoai mì nó ngon nhất? Thì ở Củ Chi mình là khoai mì rất là dồi dào, lúc nào nó cũng sẽ có cái khoai mì ngon hết. Nhưng mà trồng là thường là phải đủ 6 tháng. Dạ. Cái khoai mì nó đủ già, đủ lớn. Chị, em đang thắc mắc một cái việc đó là thông thường á, thì cái quy trình mà làm bánh này nè, làm nhân nè, rồi vỏ bánh này của anh chị á, là nó sẽ bắt đầu từ lúc mấy giờ và kết thúc vào lúc mấy giờ? À, thường á, là bắt đầu từ 10 giờ sáng. Lột củ, mài củ, làm nhân là nó kéo dài là tới 7 giờ sáng hôm sau. Tính ra là chị với anh với là cả nhà là hầu như là đều phải thức đêm hết. Cái bánh này là không có bỏ phẩm màu, không hóa chất gì hết, chỉ là bỏ những cái nguyên liệu từ thiên nhiên. À, nên là cái chất bảo quản nó không có, nó dạ, chỉ ăn trong ngày hoặc là qua ngày sáng hôm sau thôi. Dạ. Cái lá chuối này mình chọn như thế nào để mình có được một cái bánh ít nó ngon? Cái lá chuối này có cái lá lớn, lá nhỏ. Ừ. Nếu mà chị thì chị gói lâu năm, bây giờ lá nào chị cũng gói được. À, còn em thì em chưa gói lần nào, vì chị chọn cái lá lớn để cho em dễ bẻ. Dạ. Rồi bây giờ cho em làm đi, em nôn nóng quá rồi. Đầu tiên là một cái lá bự, nó nhỏ lên vậy. Dạ. Mở lên cái dây rồi. Ha, cái tay nè, nâng ở bên kia, cái này hai cái ngón này vậy. Dạ. Ập qua vậy. Dạ. Tay này dịnh đây. Dạ. Bẻ vô. Dạ. Nào. Dễ lắm mọi người. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Lấy hai con tay ịnh vô ạ. Rồi. Bước thứ hai ạ. Ập xuống. À, à. Rồi, 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 rồi. Cái tay này đụng đây. À, rồi gắt luôn. U, sao nó khó gì chị? Sao em thấy nó không có cảm giác nó vô được giống như cái hình tam giác giống chị làm vậy? Tại vì em chưa quen. Dạ. À, em hy vọng lần này em sẽ làm được nha. Rồi, bước đầu tiên chúng ta sẽ lấy hai ngón tay này chùm ở đây. À. Đúng chưa ạ? Đúng rồi. Cho nó ra hình tam giác. Rồi. Sau đó chúng ta phải quấn cái này qua đây luôn. Đúng rồi. Rồi, rồi sau đó chúng ta ịnh hai này vô. Đúng rồi. À. Đúng rồi. Rồi, vẫn chưa ra nha.
Tuyệt vời không ạ? Này anh phải Huy làm, này anh chị làm. Thật sự đó lò nãy giờ á, ngồi, nhìn, học, nhưng mà là không làm được mọi người ạ. Nói chung đây không có hề đơn giản nha. Để anh chị làm đầy cái xửng này là Huy sẽ đem ra để hấp và chúng ta chuẩn bị có bánh để ăn các bạn nha. Để làm nên loại bánh này, bột khoai mì xay nhuyễn, trộn cùng nước đường vàng để bánh thêm màu sắc. Còn nhân bánh thì được làm đa dạng với các loại nhân như nhân dừa, nhân đậu xanh. Nhân sẽ được xào sơ qua cùng đường, muối, rồi đợi các nguyên liệu kết dính với nhau. Chuẩn bị chảo nhân xong là có thể bắt tay gói bánh. Lá gói bánh ít khoai mì phải là lá chuối tươi, rửa sạch, để héo, cắt gọn, được gấp cẩn thận để gói. Công đoạn cuối cùng là hấp bánh, khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Và quý vị khán giả thân mến, sau một khoảng thời gian chờ hấp bánh và cuối cùng thì bánh ít khoai mì đã chín rồi. Bây giờ sẽ là giờ mà Huy cùng với hai anh chị thưởng thức đây. Cái mà có rau là đậu, còn cái không có rau là dừa. Đây là dĩa bánh nhân đậu nè mọi người thấy không? Là giống như chị nói là có cái rau nè. Đó. Mời quý vị. Dạ. Anh với chị thích ăn nhân nào hơn? Anh thì thích ngọt, anh ăn dừa. À. Rồi vậy là em đưa anh cái bánh nhân dừa nha. Rồi còn chị thích cũng vậy. Nhân dừa luôn hả? Dạ. Hai chị thích ăn nhân dừa mình ăn nhân đậu. Đầu tiên là thấy có cái mùi thơm nha. Khi ăn, thực khách dở từng lớp lá chuối sẽ cảm nhận mùi thơm của bột mì, nước cốt dừa hoặc vị bùi bùi, thơm, ngọt của nhân đậu xanh. Bánh ít khoai mì là món ăn được nhiều người ưa thích và là món ăn không thể thiếu trong các bữa tiệc quan trọng của người Củ Chi. Nếu như bánh mà làm bằng nếp bình thường á thì nó sẽ dẻo và nhiều khi nó sẽ dính răng nhiều hơn. Nhưng mà còn mình ăn mà cái bánh này có khoai mì á thì cái vỏ bánh mình thấy là nó sẽ tách ra một chút xíu, dẻo dẻo, thơm thơm mà cũng hơi sừng sừng một tí. Khoai mì là mình mài nó sẽ to, nó không có nhuyễn y như cái bột nếp được. Thành ra cái độ dẻo của nó không có có bằng bột nếp, nó ăn nó sẽ nghe cảm giác sừng sực. Cái cảm giác mà cắn được cái vỏ bánh đó mọi người cùng với lại cái nhân đậu á, nó hòa quyện với nhau. Nhưng mà có một điều quan trọng là nó không có quá ngọt. Dạ em thử cái nhân dừa thử coi. Coi em cảm nhận thì nhân dừa với nhân đậu nó khác nhau rồi, ở chỗ nào. Okay. Bây giờ em sẽ thử cái bánh nhân dừa nha. Đúng là bánh nhân dừa, cho nên là ngoài cái vị thơm của khoai mì với lại cái bột với lớp vỏ bên ngoài á thì nó còn có thêm mùi thơm của dừa nữa, nó hòa quyện vào với nhau. Bây giờ em thử miếng. Trong cái nhân dừa này của mình có sữa không ta? Mình thấy nó hơi béo béo. Thay vì cái dừa khô á là mình làm nó sẽ bị sảm. Ăn nó sẽ bị khô. Còn cái dừa này nó vừa rám là nó vừa già tớ. Nên cái nhân dừa nó mịn nên mình cảm giác nó rất là béo. Rất là ngon. Ngày hôm nay khi ngồi ăn với anh chị nhìn những cái bánh ít này thì tự nhiên mình rất là nhớ về tuổi thơ của mình. Xin cảm ơn hai anh chị rất nhiều, bởi vì ngày hôm nay Huy đã có được một trải nghiệm được thưởng thức món bánh ít khoai mì cũng như là học hỏi về cách làm món bánh này. Cũng cảm ơn Huy nhiều. Dạ, em cảm ơn anh chị. Quý vị khán giả thân mến, quý vị thấy đó, từ một củ khoai mì dân dã và quen thuộc với đời sống của người dân mà cũng đã đi vào trong những thức bánh quê, và đặc biệt là nó còn khơi gợi rất nhiều những ký ức về tuổi thơ của mỗi người nữa. Và hy vọng là nếu như tất cả quý vị có dịp đến với Củ Chi thì hãy thưởng thức hương vị đặc biệt của bánh ít khoai mì quý vị nhé. Và đến đây thời lượng của chương trình Việt Nam Mến Yêu cũng đã hết. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 19:50 thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Quang Huy và hai anh chị xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Củ Chi không chỉ được mệnh danh là vùng đất thép thành đồng mà đây còn là quê hương của nhiều làng nghề thủ công truyền thống, trong đó có làng nghề làm bánh tráng. MC Quang Huy đã có mặt tại làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi để khám phá câu chuyện về bánh tráng Củ Chi.
Quý vị đừng bỏ lỡ Việt Nam Mến Yêu phát sóng vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 28 tháng 5 năm 2022 nhé.